quý vị, sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng gồm Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và các ông bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Trần Chí Cường, Nguyễn Duy Minh, Trần Đình Chung đã có buổi tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15. Cùng dự có Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Theo đó, trong hơn 16 ngày làm việc, Quốc hội đã thông qua 2 luật, 12 nghị quyết, cho ý kiến về 5 dự án luật khác, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, xem xét nhiều báo cáo quan trọng khác. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đã tích cực tham gia vào các hoạt động của Quốc hội với nhiều lượt ý kiến phát biểu tại tổ, trực tuyến và tại hội trường. Nhiều ý kiến được sự đồng thuận của các vị đại biểu Quốc hội và được Quốc hội ghi nhận góp phần vào thành công chung của kỳ họp. Tại hội nghị, đa số cử tri bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng trước thành công của kỳ họp, đồng thời gửi tới đoàn đại biểu Quốc hội thành phố các ý kiến kiến nghị, đề xuất tập trung về các giải pháp tăng cường phòng chống dịch COVID-19, chế độ chính sách đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, chế tài xử lý các đối tượng không chấp hành quy định về an toàn phòng chống dịch, các vấn đề liên quan đến tạm trú, sửa đổi quy định của chính phủ về chế độ đối với người làm công tác không chuyên trách tại xã phường.